Xin chào mọi người và đặc biệt là các em trai, em gái tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đây là video clip anh ba Tử Vi chia sẻ cái vận hạn tử vi của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Năm vừa rồi là một năm thật là kinh khủng đối với tuổi của các em. Chuyển qua 6 tháng đầu năm nay thì nhiều người nói, nhiều bạn tuổi của các em á, gọi cho anh hoặc là chị nhắn tin cho anh nói rằng là em vẫn còn khổ lắm anh ơi. Thì mình nói như thế này, cái gì cũng vậy, rớt xuống hố thì phải bò từ từ nó mới lên. Chứ mới năm ngoái em rớt cái bịch xuống hố, năm nay em đòi nhảy lên trên cao thì làm sao được. Muốn có quá trời thì mình phải cần cái quá trình để mà phát triển, gây dựng lại. Mình mất hết rồi thì mình phải gây dựng lại như thế nào, từ từ để mình kiếm lại chứ. Làm sao mà mình kiếm lại một hơi được. Và thật sự mà nói thì anh đã làm cái tử vi của cả năm Kỷ Hợi 2019 cho tuổi của các em rồi, thì các em cũng biết rằng đó là nó vẫn chưa hoàn toàn tốt đẹp với tuổi của mình. Nó vẫn có nhiều cái sự trục trặc, trúc trắc lắm. Cho nên là cần cẩn thận. Thì bây giờ mình sẽ xem 6 tháng cuối năm mình có nhiều cái tích cực hay không, về tử vi coi mình có tốt đẹp hay không. Và anh cũng nói luôn, thật sự mà nói như nè, những cái điều anh chia sẻ không phải là từ trong cái đầu anh ra, anh nghĩ ra, anh nói, anh phán, mà là được đúc kết từ nhiều quyển sách, nhiều cái thông tin lại, và cộng với cái thuật tính toán của tử vi thì nó ra để mà anh chia sẻ cho mọi người, chứ chả có cái gì là của anh cả. Cho nên là mọi người đừng có nói, có nhiều người nói rằng là anh nhìn vào sách để anh đọc cũng đúng thôi, từ vì kiến thức không phải của anh tự viết ra, mà là anh học được, anh đọc được từ sách, anh tổng hợp và anh nghiên cứu nhiều hơn để mà anh giúp mọi người, chứ không phải là anh chia sẻ với mọi người cũng không phải nói là giúp. Anh chia sẻ, anh coi đây là công việc. Anh chia sẻ với mọi người xem nhiều thì YouTube trả tiền cho anh nhiều. Thế thôi, cho nên là công việc cả thôi, chứ còn anh cũng không dám nhận là mình giỏi giang gì, mình giúp đỡ được người nào cả. Thôi trở lại cái việc của 6 tháng cuối năm sẽ xem sao đối với cái tuổi Nhâm Tuất của mọi người nha. Thì đầu tiên hết, do là anh làm 6 tháng đầu năm cho tụi em rồi thì cho nên là mình sẽ ráp vào từ tháng 7. Thì tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Nhâm Thân, tức là một tháng kim. Như vậy mệnh là đối với tuổi của các em là kim sinh thủy, bổn mạng được tương sinh, tốt cho sức khỏe và cái phúc tinh và tài tinh trong mệnh của mình nó phát huy tác dụng. Thiên can chữ Nhâm đồng hàng, chữ Nhâm của Nhâm Thân với lại Nhâm Tuất của mình đồng hàng, cho nên là công việc không có gặp khó khăn chống phá gì nhiều. Địa chi Thân với Tuất là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy đối với tháng 7, với cái việc được bổn mạng được tương sinh, cộng với thiên can không có bị xung khắc, thiên can đồng hàng, địa chi không bị xung sắc, thì rõ ràng là một tháng gọi là trung bình khá, ngon lành đối với tuổi của mình, đúng không? Rồi tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 8 là tháng Quý Dậu, mà tháng Quý Dậu thì tiếp tục là một tháng thuộc kim. Như vậy mệnh kim sinh thủy, bổn mạng được tương sinh, tiếp tục là một tháng tốt cho sức khỏe, tốt cho bổn mạng, phúc tinh và tài tinh vì thế phát huy cái tác dụng tối đa của mình. Thiên can Nhâm Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, tiếp tục là một cái tháng tốt đẹp. Rồi địa chi Dậu Tuất, đây là địa chi thuộc nhóm tương hại, mà tương hại đã được hiểu là sự cản trở lẫn nhau, cho nên gia đạo sẽ có chuyện buồn phiền, tuy nhiên là nó không lớn bằng lục xung. Thí dụ như mà Tuất của các em mà gặp Thìn á thì căng ạ, nhưng mà Tuất gặp Dậu thì nhẹ hơn, đó ha. Cho nên là cần cẩn thận cái chuyện buồn phiền gia đạo. Rồi tiếp đến đó là tháng Giáp Tuất, tháng này là tháng tuổi của mình. Tháng Giáp Tuất thì thuộc hỏa, các em thì mệnh thủy, cho nên là xét về bản mệnh là thủy khắc hỏa,
bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cận trọng. Mà khi bản mệnh mà khắc tương khắc với nhau á, thì phúc tinh và tài tinh trong mệnh của mình, trong cái tử vi của năm mình, nó sẽ bị hóa giải, nó sẽ không có tác dụng. À, nó tạo cho cái phúc tinh nó không có cái việc gọi là khống chế được cái phá và bại tinh, cho nên là cần cẩn thận ở nhiều cái khía cạnh. Thiên can là nhâm quý, nhâm giáp là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên xét về nạp âm ngũ hành, chữ nhâm là thủy, giáp là mộc, cho nên là bị sinh xuất về về nạp âm ngũ hành, cho nên là coi chừng tốn tài nhưng không quá lớn, hoặc là có chủ đích để mình đầu tư, mình bỏ tiền. Về đó là thiên can. Còn địa chi là tuất gặp tuất, năm sinh tháng tuổi, sẽ có nhiều khó khăn chống phá trong cái gia đạo, cho nên là cần cẩn thận ha. Rồi, đó là tháng 9 âm lịch. Tiếp đến là tháng 10. Tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Ất Hợi. À, cho nên là tháng Ất Hợi thì thuộc hỏa, cho nên về mệnh là tiếp tục thủy khắc hỏa. À, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Đó là cái mà mình phải để ý. À, thiên can nhâm ất là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tiếp tục nhâm là thủy, ất là mộc, mình bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành, cho nên là tiếp tục là một tháng có thể gây hao tài. Như vậy là tháng 9, tháng 10 với cái bản mệnh bị tương khắc thủy khắc hỏa, phúc tinh và tài tinh thì không tốt. À, nạp âm ngũ hành của thiên can lại bị sinh xuất, cho nên là cần cẩn thận mình tốn tài nha. Đó, nhớ nha, mấy em nghiêm túc là nhớ phải cẩn thận đó. Tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 11 là tháng Bính Tý, là một tháng thủy. Như vậy mệnh là thủy đồng hành, sức khỏe bổn mạng tốt. À, phúc tinh và tài tinh vì thế tiếp tục được phát huy cái tác dụng của mình. Tuy nhiên thiên can của tháng Bính Tý với thiên can của mình là nhâm, nó khắc bính, thiên can khắc tháng, công việc cẩn thận gặp nhiều chống phá. Mình khắc tháng thì công việc có rầy rà rối rắm thì mình cũng vẫn giải quyết được, chứ không phải lâm vào bế tắc. Tức là mình cái việc đó mình phải bỏ công bỏ sức nhiều hơn so với bình thường vậy thôi, chứ không phải là lâm vào bế tắc, cho nên là cũng không quá phải lo lắng. À, rồi, địa chi Tý Tức là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. À, như vậy thì tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý có được cái mạng đồng hành thì sức khỏe bổn mạng ok, thiên can tương khắc thì ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên nếu hy vọng rằng với cái mệnh đồng hành thì các phúc tinh và tài tinh có cơ hội để phát huy cái khả năng của mình, khống chế cái phần nào cái thiên can gây cái phiền hà rối rắm, để mà việc của mình thì mình giải quyết nó tương đối nhẹ nhàng. Còn phần địa chi thì không có nhiều cái tương trợ, tuy nhiên cũng không có phải là rối rắm rầy rà, cho nên là nói là gia đạo của các em ở trong tháng 11 cũng vẫn không có vấn đề. Tiếp đến đó là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Đinh Sửu. À, tháng Đinh Sửu là một tháng thủy. À, tháng Đinh Sửu còn người người Việt Nam mình hay gọi là tháng chạp của năm Kỷ Hợi. Thì tháng chạp với cái mệnh là thủy thì là thủy đồng hành với là bản mệnh của mình, cho nên bổn mạng sức khỏe tốt như đã nói rồi. Thiên can á, rất là tốt đẹp. À, đó là chữ đinh hợp chữ nhâm. À, cho nên là đây là thiên can thuộc ngũ hợp, cho nên thiên can gặp ngũ hợp công việc dễ sinh tài lộc và hanh thông mọi điều. À, hy vọng rằng là mình làm gì làm cuối năm có được cái thiên can tốt đẹp này, tiền bạc mình vẫn có thể thu về được, có thể là mình đầu tư ở tháng tháng 9, tháng 10 là hai tháng hỏa và tháng Giáp Tuất và tháng Ất Hợi, thì đến tháng Đinh Sửu này là tháng cuối cùng của năm, mình có thể thu gom lại để mà tính đến cái chuyện tương lai hoặc là vào cái năm tới đầu tư ra sao ăn Tết. Địa chi thì không tốt đẹp cho lắm. Địa chi là Sửu và Tuất, là Thìn Tuất, Sửu Mùi Tuất, Tuất và Sửu nằm trong tứ hành xung.
Và đây là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh. À, chắc chắn là con sủ nó mạnh hơn con tuất rồi, cho nên là mình sẽ bị quấy nhiễu phiền hà, cho nên gia đạo vì thế cũng khó mà yên ổn, sẽ có chút rầy rà rối rắm ha. Hy vọng rằng đây là cái tháng cuối cùng của năm, những cái ngày giáp Tết, thí dụ như sau ngày 15 âm lịch là chúng ta chuẩn bị cho gia đạo Tết nhất, vì thế mà chúng ta dẹp bỏ bớt đi cái sự xung khắc lẫn nhau trong gia đình gia đạo, mà tiến đến có một cái Tết đầm ấm hạnh phúc. Như vậy thì rõ ràng với 6 tháng cuối năm có khá khá cái tín hiệu tích cực, dù rằng là 6 tháng đầu năm mình cũng đối với tuổi của các em, với nam mạng là sao thổ tú cũng đem lại rối rắm nạn tai, nữ mạng đem sao vân hớn cũng đem lại rối rắm nạn tai, thì 6 tháng cuối năm vận trình nó có nhiều cái tín hiệu tích cực mà có tài lộc, có lại những cái hy vọng để mà gọi là gì, bù đắp cho cái năm Mậu Tuất 2018 đầy khó khăn mà các em vừa trải qua. Mình anh nói rồi mà, năm Mậu Tuất là đối với tuổi Nhâm Tuất giữ được mạng thôi, để mà những năm này chúng ta có vận hạn tốt hơn, có vận trình tốt hơn, có cái tử vi tốt hơn mà chúng ta kiếm lại. Đó là mất cái gì cũng có thể kiếm lại được, đừng để mất cái mạng là như vậy. Hy vọng rằng đây là những thông tin anh chia sẻ hữu ích giúp các em có được cái động lực mà tiến tới làm ăn sinh tài lộc để mà tiếp tục cái cuộc đời của mình còn nhiều cái điều hấp dẫn đang chờ đón ở phía trước đối với người tuổi Nhâm Tuất ha. Các em xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Nhâm Tuất biết mà ứng dụng vào năm Kỷ Hợi 2019 này. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình, người thân, bạn bè hoặc là chính là con cái của mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.